Vụ việc xảy ra trên đoạn đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hai thanh niên mặt búng ra sữa cưỡi trên một chiếc xe Dream cũ, tóc tai bay phấp phới. Không hiểu vì lý do tuyệt vời nào khiến cho hai chàng trai nhất quyết đi ngược chiều. Lúc này đường phố kẹt cứng giao thông gần như tê liệt, ấy vậy nhưng cả hai vẫn quyết không chịu khuất phục. Chắc hẳn hai người này mới xem xong phim ma à tốc độ hay Fast and Furious nên muốn trải nghiệm thử cho biết thế nào là đua xe. Thế nào là đi ngược chiều xem thiên hạ có trầm trồ? Đang mãi đắm chim trong khung cảnh siêu kinh điển của những thước phim mang tầm vóc Hollywood thì đột nhiên một phạt chọc khe khá khó chịu đến từ vị trí của một người đi đường đã chặn đứng đường đi của hai thanh niên này. Phía trước là một anh hùng đầu đội mũ bảo hiểm chừng đi dép tổ ong tiếp đón. Đằng sau một anh dân quân cao to, đẹp dai, cầm dùi cui đang phục sẵn để tóm gọn hai người thanh niên khung cảnh vô cùng hỗn loạn khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt thì bỗng nhiên nam thanh niên ngồi phía sau xe bất ngờ bỏ rơi bạn của mình hòng tẩu thoát nhưng vỏ quyết dày có móng tay nhọn tên này nhanh chóng bị người dân xung quanh vây bắt và khống chế thành công sau cùng cả hai thanh niên đã bị bế lên phường trước sự cổ vũ nhiệt tình của 500 anh em đi đường